Trong cái video hôm nay thì xin nói tới các bác và các bạn là cái cách chữa cái run tay chân nhé. Thực ra thì cái bệnh run tay này có nghĩa là cái tay mình cầm ấy là các bác muốn giữ yên này tay cũng không được, có thể là run tay trái, có thể là run tay phải nhé. Thường ấy thì nam giới thì thường là hay bị run tay phải, thông thường ấy các bác nhé. Thế còn nữ giới thì run tay trái. Tuy nhiên có người thì run tay trái là nam hoặc là nữ, đấy là chuyện bình thường. Hoặc là có người run cả hai tay, rồi có người run chân trái, có người run chân phải. Thì cái bệnh này ấy, nó không nhất thiết là ở nam hay ở nữ nhé, mà cái bệnh này thì theo như tôi được tìm hiểu được biết ấy, thì cái bệnh này đa phần là nó nằm ở gan nhé. Gan và mật là chủ về cái gân cơ, cho nên nó gây run tay hay run chân là gan. Chính vì vậy cho nên là cách chữa của các cụ hồi xưa để lại thì có rất nhiều cách chữa, nhưng mà thường thì chữa vào gan mật và chữa vào rối loạn chuyển hóa nhé. Vậy thì chữa vào gan mật thì dùng những sản phẩm nào? Thì các bác có thể dùng các cái sản phẩm là thảo dược để chữa về gan mật cũng được nhé. Nhưng mà trên kênh của Thảo Mộc HT thì xin mách tới các bác là cái dùng cái da kỳ đà. Trên tay tôi đang cầm đây cái da kỳ đà nhé. Đấy. Đây cái da kỳ đà trên tay đang cầm đây là da kỳ đà vụn này, da kỳ đà miếng này, thì loại này nó sẽ rẻ hơn là cái loại cả bộ này nhé. Đây là cả bộ này là loại con nhỏ này nhé, cả bộ đây là loại nhỏ này, con nhỏ này. Đấy, còn đây là cả bộ nhưng mà là loại con to hơn nhé, là cả bộ đấy. Thì con nhỏ thì cả bộ này nó rẻ hơn là cái con to này cả bộ vì cái lượng da. Còn rẻ nhất ấy, thì các bác có thể mua các loại miếng vụn này nhé. Thì tùy theo điều kiện kinh tế mà các bác mua loại nào thì mua nhé. Các bác có thể mua cả bộ hoặc các bác mua miếng nhỏ đều được. Cách dùng cái da kỳ đà này thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bác về rửa sạch đi, các bác cắt thành những cái miếng nhỏ khoảng 1 cm ấy, các bác cho vào chảo, cho vào lò vi sóng, các bác quay đến khi nó chín giòn lên là có thể ăn được nhé. Thường thì một cái miếng nhỏ nhỏ khoảng độ kích thước mỗi chiều khoảng 5 x 5 thì các bác dùng trong một ngày là phù hợp nhé. Hoặc các bác tán nhỏ thành bột thì các bác ngày các bác dùng 2 lần, mỗi lần khoảng 1 đến 2 thìa sữa chua bột cái da kỳ đà đong đầy. Cách thứ hai là các bác dùng cái da kỳ đà này các bác cũng rửa sạch đi, cắt nhỏ và các bác cho lên chảo rang, nhưng mà các bác rang thành than, than cháy lên, nó gọi là thán ấy, đang cháy lên, hoặc cho lò vi sóng quay lên thành than nhé. Xong đó thì các bác cũng dùng là mỗi ngày 2 lần, mỗi lần một ít, tầm khoảng độ một cái thìa sữa chua nhỏ nhỏ, bột than cái da kỳ đà. Cách chữa như vậy thì các bác cứ dùng liên tục trong vòng 10 ngày trở lên nhé, 10 ngày trở lên thì các bác thấy cái, hoặc là hở 15 ngày trở lên thì các bác thấy cái run tay chân này này nó đỡ nhé, thì nó chính là cái hợp bệnh của các bác. Nữa đó là các bác có thể dùng cái mật kỳ đà này nhé. Trên tay tôi đang chính cái này, đem đĩa đang cầm được cái mật kỳ đà. Cái mật kỳ đà này thường thì các bác cứ dùng 2 3 chiếc nhé, chia là 1 chiếc các bác dùng khoảng 5 7 ngày gì đó, tùy theo cái lượng mật ở bên trong. Các bác dùng khoảng 5 ngày 1 chiếc, 3 chiếc là 15 ngày mà thấy cái run tay chân nó có tiến triển đấy thì là nó đỡ, nó là hợp bệnh nha. Còn một cách nữa ngoài cái việc dùng cái da kỳ đà này, dùng cái mật kỳ đà này, thì các bác nên dùng thuốc nhé. Thuốc ấy thì nó sẽ theo cái chứng bệnh nhé. Bên Thảo Mộc HT thì sẽ hỏi kỹ các bác hơn về cái chứng bệnh nhé. Ví dụ như có những bác thì có những cái biểu hiện như là nó tức ngực rồi buồn nôn, có những bác thì nó đau cạnh sườn, có những bác thì nó có những cái biểu hiện khác nhau, ví dụ như là ra nhiều mồ hôi hoặc đại tiện táo bón, thì tùy theo từng chứng bệnh chúng tôi sẽ tư vấn và sẽ có cái thuốc cắt cho các bác. Đấy thì có 3 cái cách chữa của Thảo Mộc HT đưa ra cho các bác, đó là một là các bác dùng da kỳ đà. Đấy, da kỳ đà thì các bác mua đâu cũng được nhé, có thể bác mua của Thảo Mộc HT thì các bác liên hệ qua số là 0932340345. Mật kỳ đà cũng thế, các bác mua đâu cũng được, nếu các bác tin tưởng của Thảo Mộc HT thì các bác có thể mua qua số là 0932340345. Rồi thuốc vậy các bác có thể cắt là các tiệm đông y, các tiệm thuốc nam thì các bác, còn các bác nếu mà tin tưởng ở Thảo Mộc HT thì các bác có thể liên hệ, chúng tôi sẽ tư vấn hỏi kỹ bệnh xong đó sẽ cắt thuốc cho các bác. Thì có 3 cách như vậy, các bác nào mà tin tưởng về chữa cái bệnh run tay chân nhé, run tay này,
run chân này, chân tay bị run, thì kể cả người già và người trẻ đều dùng ba loại thảo dược này. Thì các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ qua số là 0932 340 345 nhé. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bác có thể liên hệ qua số này hoặc gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo đều được nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo nhé.